Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn cách tải thumbnail của bất kỳ video nào trên YouTube mà quý anh chị và các bạn thích. Thì cái cách tải thumbnail này với mục đích gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ download cái thumbnail của họ về máy tính, sau đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái thumbnail của họ hoặc là có thể làm theo cái thumbnail của họ, cũng có thể là sáng tạo dựa trên cái thumbnail của họ. Thì tùy theo cái mục đích của mọi người, nhưng mục đích của chúng ta hôm nay trong video này đó là tải cái thumbnail của một video trên YouTube mà bạn thích. Rồi, như các bạn thấy trên cái kênh YouTube này có những cái thumbnail rất là đẹp và mình muốn tải những cái thumbnail này về để nghiên cứu cái cách làm cái thumbnail dạng này. Thì các bạn sẽ chọn một cái video và copy cái đường link sao chép nó, và lúc này các bạn sẽ vào cái trang web đó là thumbnailsay.com như các bạn có thể thấy trên màn hình. Tại đây thì các bạn sẽ thấy cái YouTube URL, các bạn bắt dán vào cái đường link lúc nãy và bấm vào nút gửi. Thì lúc này các bạn thấy họ đã copy cho chúng ta cái thumbnail, bấm chuột phải và lưu hình ảnh về thôi. Bạn đã tải cái thumbnail của cái video đó về. Làm lại cho dễ hiểu nha, copy cái đường link nè, sao chép, rồi paste cái đường link đó vào cái URL và bấm cái nút gửi. Thì lúc này cái thumbnail nó đã hiện ra, các bạn chỉ việc nhấn vào đích chuột phải, lưu hình ảnh thành và xoay lại xuống máy tính. Thì như vậy các bạn đã tải cái thumbnail của video trên YouTube, và bất kỳ cái video nào trên YouTube thì các bạn cũng có thể tải được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngắn này. Thì nếu như các bạn thấy video này có ích thì nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube, cũng như là thường xuyên cập nhật những cái chia sẻ thủ thuật như thế này. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn.